Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hữu Thiện Vlog. Xin cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu để xem video của Hữu Thiện. Hiện giờ thì Hữu Thiện đang có mặt tại khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định. Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Nhồng Chơm, tỉnh Bến Tre. Nơi đây đất thép thành đồng, sinh ra và gắn liền với tên tuổi của vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Người dân Bến Tre luôn kính trọng và chiều mến gọi vị nữ tướng Nguyễn Thị Định với cái tên thân thuộc là Cô Ba. Bà sinh ngày 13 tháng 2 năm 1920, mất năm 1992. Sau khi bà mất, đền thờ bà được lập trên chính quê hương của bà. Được khởi công xây dựng vào năm 2000 và hoàn thành sau 3 năm, khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định rộng khoảng 15.000 m². Bên trong là nhà bia, đền thờ, nhà trưng bày được nối với nhau bằng các trục đường chạy qua thảm cỏ xanh và những hàng cây xanh tỏ bóng mát. Đến đây nghe về cuộc đời, những chiến công của bà, chúng ta càng thấy được sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam. Trước mặt cả nhà là văn bia của nữ tướng Nguyễn Thị Định nha. Trong phòng trưng bày tư liệu giai đoạn trước Nguyễn Thị Định bị giam cầm tại nhà tù Bà Rá, Phước Long. Và cái căn nhà này cách đây khoảng 3 cây số. Hiện tại thì những người con cháu của bà đã ở căn nhà này, là nơi để thắp hương thờ cúng cho bà Ba, và vẫn giữ lại cái lối kiến trúc xưa trước đây bà đã từng sinh sống. Bức tranh này của ông họa sĩ Lê Dung, là cháu rể của bà, quê ở huyện Nhồng Chơm, tỉnh Bến Tre. Và đây là dòng sông Lương Hòa đã từng gắn liền với tuổi thơ của bà Ba. Nhìn vào bức tranh để anh chị có thể thấy được rằng là nhà bà Ba ở cạnh đây ạ. Và đây là một cái bức tranh phát họa là chân dung của cụ Nguyễn Văn Tiên, là thân sinh của bà Ba. Theo một số tư liệu cho rằng thì quê của cụ ở miền Trung và ở tỉnh Quảng Ngãi. Và đây là cái bức ảnh ngày cưới của ông bà Ba, chụp chung cùng với những người bạn của bà. Người phụ nữ đây đó chính là bà Ba, cùng với ông ba là ông Nguyễn Văn Bích và những người bạn của bà vào năm 1938. Khi ấy thì bà Ba kết hôn khoảng là 18 tuổi, ông ba lớn hơn bà khoảng 2 tuổi. Vì ông ba thì mất vào năm 1942, bà ba thì mất vào năm 1992, và người con trai duy nhất
mất vào năm 1960. Chính vì thế mà cả gia đình và bà không có một cơ hội để chụp chung một tấm ảnh lưu niệm. Và đây là một cái bức ảnh phát họa lại chân dung của cả gia đình bà ba. Và người con trai duy nhất này thì mất vào năm 1960, đó chính là On. Và theo một số tư liệu cho rằng, và đặc biệt là tư liệu của đồng chí Trần Bạch Đằng, thì On do bị bệnh đau lực thường và mất. Lý do lúc bây giờ là trang thiết bị kỹ thuật y tế còn hạn chế. Để em mời anh chị di chuyển qua đây. Và đây là những cái bức ảnh nói về cái chuyến vượt biển ra Bắc của bà ba vào năm 1946. Khi ấy thì bà ba đã sử dụng cái con tàu mũi đỏ Gò Công. Đây không phải là thuyền máy mà là thuyền buồm sử dụng tay chèo. Và bà ba đã lợi dụng cái cơn gió dương tháng 11 để vận chuyển cái chiến vũ khí đó về miền Nam bằng đường biển. Đi cùng với bà lúc bây giờ là các đồng chí như đồng chí Ca Văn Thảnh, là thân sinh của nhà thơ Lê Anh Xuân, cùng với bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, quê tỉnh Tiền Giang. Nhưng các đồng chí này đã được Trung ương giữ lại ngoài Hà Nội. Lúc ấy thì bà ba đã vận chuyển cái chiến vũ khí đó về và làm thuyền trưởng của con tàu, vừa tròn 26 tuổi. Dạ. Và khi về miền Nam thì cập bến an toàn tại xã Thành Phong, huyện Tân Phú của tỉnh Bến Tre. Và sau đó thì có hàng loạt những chiếc vũ khí khác cũng vận chuyển về đây và cập bến an toàn. Và hiện nay thì thành lập nên cái di tích lịch sử đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam tại xã Thành Phong, huyện Thành Phú của tỉnh Bến Tre. Và trong cái giai đoạn năm 1954 đến năm 1959 thì chế độ Ngô Đình Diệm truy lùng đáo riết để bắt bà ba. Và bà ba buộc phải ẩn náu ở nhiều nơi. Chính cái ngôi chùa Minh Sư tại xã Lương Phú, huyện Dòng Trôm này là nơi mà bà ba đã từng ẩn náu để tránh được cái sự truy lùng và càn quét của bọn giặc. Không chỉ những người lớn mới biết bảo vệ bà ba, ngay cả những đứa trẻ em cũng thấy. Và đây là một cái bức ảnh minh họa lại cả hai chị em Thành và Công giả vờ đập vỡ cái nồi tắm heo để cứu sống bà ba thoát chết. Và cái câu chuyện đã được kể rằng là như thế này. Vào một cái đêm nọ, về hoạt động tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Vì quá mệt mỏi, cho nên bà ba đã nghỉ lại tại gia đình của anh chị Tư. Đây là một gia đình cơ sở cách mạng nòng cốt. Trong gia đình anh chị Tư thì có hai người con. Người cháu gái lớn đó chính là Thành và người cháu trai là Công. Vì quá mệt mỏi cho đến sáng hôm sau bà đã ngủ thiếp đi. Khi ấy thì bọn giặc đứng bên ngoài để xông vào nhà bắt bà ba. Và người chị đã kịp lai bà ba dậy. Bà ba chỉ kịp mở nắp hầm và nhảy xuống hầm. Và rất may rằng là trong gia đình lúc bây giờ có nuôi heo. Và bên cạnh cái hầm đó chính là một cái nồi tắm heo bằng đất. Người chị đã dùng tay của mình hất cái nồi tắm đi, làm cho nồi tắm bể vung vãi khắp nơi, che kín cả nắp hầm lại. Sau đó còn tát vào mặt em trai mình một cái và nói rằng: "Mày hư lắm, đã làm bể cái nồi tắm, thế nào má cũng về đánh cho mày coi." Người em vì còn nhỏ không hiểu được cái kế của người chị mình là như thế, đã òa khóc lên. Khi ấy thì hơn 10 tên lính ở bên ngoài xông vào nhà bắt bà ba. Chúng thấy trong gia đình chỉ có hai chị em đang đánh nhau nheo nhóc, cái nồi tắm được vung vãi khắp sàn nhà, làm cho bọn chúng rất là chán nản và bỏ đi. Và hai chị em Thành và Công đã cứu sống bà ba thoát chết trong gang tấc. Bà ba đã khen hai chị em mình rất là dũng cảm và mưu trí. Và năm 1959 khi mà cái nghị quyết Trung ương Đảng thứ 15 ra đời và đặt tại khu ủy khu 8 tỉnh Đồng Tháp, và bà ba đã về đây để dự cái hội nghị này. Sau đó bà trở về quê hương Bến Tre để mà triển khai lại cho nhân dân trong tỉnh, để phát động nhân dân một tuần lễ đứng lên để đánh Mỹ diệt Ngụy. Và đây là cái hình ảnh phát họa lại bà ba được triển khai cái nghị quyết Trung ương Đảng thứ 15 cho nhân dân trong tỉnh Bến Tre. Và đây là hình ảnh lúc bây giờ bà ba giữ chức vụ là phó bí thư của tỉnh ủy, cùng với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh lúc bây giờ được khởi xướng lên phong trào đồng khởi thắng lợi vẻ vang vào ngày 17 tháng giêng năm 1960. Em mời anh chị thông qua tiếp tục ạ. Và đây là một cái bức ảnh minh họa là nhân dân đã nổi dậy để tiêu diệt cái tên Đội Tý. Đây là một tổng đồn nhân vệ khét tiếng là độc ác, chúng đã gây nợ máu rất nhiều đối với nhân dân trong vùng. Và cái người bị giết súng vào đây đó chính là cái tên Đội Tý. Cái phát súng mà để bắn chết cái tên Đội Tý này, đó cũng chính là cái phát súng đầu tiên mở ra cái phong trào đồng khởi vào ngày 17 tháng giêng năm 1960. Và đây là một cái bức ảnh minh họa là khí thế của phong trào đồng khởi. Khi mà phong trào đồng khởi nổ ra thì trong tỉnh chỉ có 4 cây súng vừa cũ lại vừa hư. Chính vì thế mà nhân dân đã sử dụng những cái bọc dưới nước ngụy trang làm súng, cùng với những chiếc xe bò chở lơm ngụy trang để làm đại bác. Là vì thế mà quý hiếp được tinh thần của bộ địch và góp phần thắng lợi cho phong trào đồng khởi. Và chỉ trong một đêm thì ba xã Điện Tần, huyện Mỏ Cày đã được nhân dân của chúng ta giải phóng. Chính vì thế mà làm cho bọn giặc rất là ấm ức. Chúng đã huy động đến 14.000 tinh lính về đây để trấn áp phong trào của nhân dân. Và trước cái tình hình đó thì bà ba nghĩ rằng là không thể nào đấu tranh vũ trang với bọn chúng, chỉ còn cách là đấu tranh chính trị. Cho nên bà đã huy động đến 5.000 chị em phụ nữ kéo lên dinh vụ trưởng ở Mỏ Cày để biểu tình. Và cái bức tranh này còn gọi là bức tranh phản cứ ngược. Và lực lượng chị em phụ nữ này đã biểu tình trong suốt 12 ngày đêm.
là tiền thân của đoàn quân tóc dài và góp phần thắng lợi cho phong trào đồng khởi vào ngày 17 tháng Giêng năm 1960. Và hầu hết những cái bức tranh khác bên trong phòng trưng bày đều có phụ đề. Em mời chúng ta hãy tham quan tự do và chụp ảnh lưu niệm tại nơi đây. Thì bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và cũng chính trong năm này thì bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Bích hay còn gọi là ông Ba Bích. Và đến năm 1940 khi mà phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa bị thất bại là lúc mà bà vừa sinh người con trai đầu lòng thì cả hai vợ chồng đều bị giặc bắt. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Bích, lúc bây giờ là tỉnh ủy viên của tỉnh Bến Tre, hoạt động ở bộ phận công khai. Khi ông bị giặc bắt thì chúng đã đẩy ông ra ngoài côn đảo. Sau 2 năm thì bị sát hại ở ngoài ấy vào năm 1942. Đến năm 1990 thì bà có ra ngoài côn đảo để tìm hài cốt của ông nhưng không tìm thấy. Đến năm 1992 thì bà mất. Và đến năm 1995 thì người ta đã tìm được hài cốt của ông ở ngoài côn đảo. Sau đó thì được em đáng tìm nghĩa trang Hàng Dương côn đảo. Còn về người con trai duy nhất của ông bà Ba là Nguyễn Ngọc Minh hay tên gọi khác là ông, là người con trai mà vào năm 1954 sang định Geneva thì bà đã gửi lời miền Bắc để học tập, mong rằng sau này trở về miền Nam giúp ích cho đất nước và đóng nghiệp của người cha còn giỏi giang. Nhưng đến năm 1960 thì bà nhận được các thông tin rằng là người con trai này đã bị bệnh và mất ngoài Hà Nội. Lúc ấy ông mới vừa tròn 20 tuổi và được an táng tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Sau khi giải phóng thì bà có ra ngoài Hà Nội để mang hài cốt của người con trai về miền Nam. Sau khi bà mất thì những người con cháu của bà đã mang hài cốt của người con trai này an táng bên cạnh phòng của bà ở dưới lành nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Còn về phần bà Ba, sau khi sinh đứa con trai đầu lòng được 7 tháng tuổi thì bộ giặc đã đến nhà để bắt bà đi. Chúng nó lòng nào trước đứa con là hồi vòng tay của người mẹ bỏ lại sau lưng tiếng khóc xé lòng của người con trai vừa tròn 7 tháng tuổi. Chúc đại và lên ngục tù bà đã ở Bình Phước gần 3 năm chịu đựng các tư hình cha tấm ở trong tù xa con, lại hay tin chồng đã hy sinh ngoài côn đảo, nỗi đau như chồng chất nỗi đau và nỗi đau dường như quá sức chịu đựng đối với người phụ nữ trẻ này, cho nên bà đã phát bệnh đau tim. Hàng đêm về khuya trong trại giam lạnh lẽo dưới rừng sâu bà đã thì anh chị em thường nghe bà hát bài côn đảo, và bài hát có với những câu như: kìa xa xa nơi côn đảo ơi, sóng nước muôn trùng có đàn bò trắng bay ngang qua trời, để tưởng nhớ về người chồng yêu thương đã hy sinh. Lúc đầu lời bài hát của bà còn nghe rất rõ, nhưng sau đó cứ tụt dần và cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, làm cho anh chị em ở trong tù ai cũng ngậm ngùi mà rơi nước mắt. Đến năm 1943, vì không tìm đủ chứng cớ để buộc tội và thấy bà phát bệnh đau tim, cho nên bọn địch đã phải trả lại sự tự do cho bà. Ra khỏi nhà tù, bà trở về quê hương Bến Tre tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1945, bà tham gia giành chính quyền tại tỉnh Bến Tre. Năm 1946, thì bà được cử là thành viên của đoàn đại biểu của ủy khu 8 ra ngoài điện bàn báo cáo với Bác Hồ về tình hình của miền Nam sau hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 và xin ý kiến chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Đi cùng với bà lúc bấy giờ là các đồng chí, nhưng các đồng chí này đã được trung ương giữ lại ngoài Hà Nội. Một mình bà Ba phải vận chuyển chiếc vũ khí đó về miền Nam bằng đường biển. Khi đó bà là thuyền trưởng của con tàu vừa tròn 26 tuổi. Chiếc đĩa thành công tốt đẹp đã mang về cho chiến trường miền Nam khoảng 12 tấn vũ khí bằng đường biển, mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển, đó chính là tiền thân của đoàn tàu 06 sau này. Đến năm 1947 thì bà được bầu vào là ủy viên của tỉnh ủy Bến Tre. Trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1959 thì bà được chỉ định vào thường vụ tỉnh ủy Bến Tre. Và cũng chính trong giai đoạn này thì chế độ Ngô Đình Diệm truy lùng ráo riết để bắt bà Ba. Chúng còn treo giải thưởng là 10.000 đồng theo số bạc của lúc bây giờ cho ai bắt được bà. Bà phải nhiều lần tha hình đổi dạng. Có một lần bà nhờ cô cháu gái của mình dùng lưỡi lam để gọt những cái bớt màu xanh trên má phải của bà để cho bà địch không nhận ra. Và cũng chính trong những năm đêm tối đó thì địch đã dùng lực 10 năm
chính ở khắp miền Nam. Bà phải đóng nhiều vai, cải trang đi nhiều nơi. Có lúc bà cải trang là một nữ tu sĩ, một nữ nông dân hay một nữ thương buôn, để đi từ huyện này đến huyện khác, vùng đất này đến vùng đất khác, bám đất, bám dân và lãnh đạo phong trào. Đến năm 1960, thì bà được bầu là bí thư của tỉnh Bến Tre. Bà cùng với các đồng chí của tỉnh khởi xướng lên phong trào đồng khởi thắng lợi tại tỉnh Bến Tre, mở đầu cho phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và binh vận ở khắp miền Nam. Trong giai đoạn năm 1961 đến năm 1964, bà giữ chức vụ đó chính là phó tổng thư và giữ chức vụ đó là U28 Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong giai đoạn năm 1965 đến năm 1974, thì bà giữ chức vụ là phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Và cho đến tháng 4 năm 1974 thì bà được phong hàm là thiếu tướng. Sau khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất hoàn toàn, thì bà có ra ngoài Hà Nội để đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Chức vụ to nhất của bà lúc bấy giờ đó là phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, hay ngày nay người ta còn gọi là phó chủ tịch nước, cho đến ngày 26 tháng 8 năm 1992. Sau một cơn đau tim nặng, bà ba đã qua đời, hưởng thọ 72 tuổi và được an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đi vinh viễn của bà ba đã để lại cho nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế một nỗi xót thương vô hạn. Bà ba ra đi vinh viễn như cánh chim đầu đàn của quê hương xứ Dừa, quê hương đồng khởi nay đã ngừng bay. Và như vậy, gần 60 năm, kể từ năm 16 tuổi cho đến giờ phút qua đời, bà ba đã hiến dâng hết trọn cái cuộc đời mình cho Đảng, cho cách mạng và cho nhân dân. Bà đã trải qua không ít bao cảnh tra tấn tù đày của bọn giặc, trải qua một thời kỳ chiến tranh ác liệt ở miền Nam mà có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Bởi người chồng đã hy sinh ngoài côn đảo, người con nhân dân tập kết ra Bắc cũng đã qua đời, nhưng đối với bà vẫn luôn luôn vững vàng, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối. Với bộ bà ba, với chiến thắng rồng truyền thống Nam Bộ, bà ba đã có một cuộc sống thật giản dị, gian hòa và gần gũi với mọi người, với nhân dân, với đồng chí thì bà hết mực thương yêu, với kẻ thù thì bà rất là kiên quyết. Dù là một vị lãnh đạo tài năng, một vị tướng kiên cường, nhưng bà ba lúc nào cũng vẫn là một người chị, một người mẹ hiền Việt Nam được mọi người yêu thương và kính phục. Và kính thưa anh chị, sau khi bà ba mất thì được an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh và tại đây quê nhà của bà, để tri ân lại công lao to lớn của bà ba và thể theo nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa Thông tin nay là Sở Văn hóa Thông tin Điện lực, đã được ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư khởi công xây dựng khu lưu niệm bằng những gia đình tại các thôn điện xã Lương Hà, huyện Bình Sơn, tỉnh Bến Tre trên tổng diện tích là 15.000 m2, và khu lưu niệm được khởi công xây dựng vào năm 2000, khánh thành vào năm 2003 với kinh phí là gần 5 tỷ đồng do sự đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh và một phần kinh phí hỗ trợ của nhà nước. Năm 2003, khi mà đoàn tàu đưa vào phục vụ khách tham quan, thì cái bức tượng để cho nhân dân về đây thắp hương cho bà thì khác với cái bức tượng mà anh chị đang nhìn thấy ở đây. Đó là một bức tượng được làm bằng thạch cao do cháu rể của bà là ông họa sĩ Lê Dương đã đúc. Đến năm 2007, thì bộ quốc phòng đã quyết định tặng cái bức tượng này cho đoàn tàu. Bức tượng thì được làm bằng đồng, nặng khoảng 1,2 tấn, cao hơn 1 mét, do ông Trung tá Nguyễn Phước Tùng, ông làm việc ở viện bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã làm, và sau đó được đúc ở thiên nhiên của tỉnh Nam Định và chuyển vào đây thờ. Phía bên phải của bức tượng đó chính là 8 chữ què mà bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang và xứng đáng với 8 chữ què đó. Còn phía trên bức tượng đó chính là một câu nói của bác Hồ về bà ba phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam là quân Nguyễn Thị Định: cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy, học là vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc ta. Còn phía bên trái bức tượng đó chính là một câu nói của bà Valentina Tereshkova, bà là người hùng vũ trụ Liên Xô, và bà đã nói rằng: ở Liên Xô, nhân dân chúng tôi biết rõ chị là một nữ chiến sĩ xuất sắc đấu tranh để giải phóng dân tộc, người lãnh đạo phong trào phụ nữ Việt Nam. Còn phía trước hai cái cột này đó chính là hai câu nói của ông Vũ Xuân Sinh, nguyên trưởng ban tuyên giáo của tỉnh Bến Tre, và ông đã viết rằng: đất bến địa linh kỳ nữ, hiên ngang tỏ rạng tâm hồn đầu chịu, xứ Dừa nhân kiệt anh hư, oai vũ sáng ngời khi phách trưng vương. Và sau
Mọi người đến đây tham quan và vào viếng cô Ba Định, ai cũng xúc động, khâm phục khi nghe hướng dẫn viên đền thờ kể về quá trình hoạt động cách mạng của cô Ba qua từng thời kỳ, chi tiết. Từ năm 16 tuổi, tên tuổi của vị nữ tướng đã gắn với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển và phong trào đồng khởi ở Bến Tre từ năm 1960. Nữ tướng cũng chính là lãnh đạo của đội quân tóc dài, lập nên nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, phó tư lệnh giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy, thật là vẻ vang cho miền Nam, cho dân tộc Việt Nam ta. Ghé thăm đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, để thêm lòng biết ơn với những thế hệ đi trước đã hy sinh rất nhiều cho đất nước bằng sự kiên trung bất khuất, tình yêu mộc mạc với mảnh đất quê hương. Nhưng vị anh hùng áo vải đã trở thành tấm gương thật sáng để thế hệ trẻ biết yêu hơn đất nước quê hương mình. Video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Cả nhà xem qua thấy thích video này, cả nhà có thể bấm đăng ký kênh Hữu Thiện Vlog, bấm like hoặc để lại comment bên dưới. Mỗi comment của cả nhà như là một động lực cho Hữu Thiện có thể làm video tiếp theo tốt hơn và hay hơn nữa. Vâng, xin chào tạm biệt cả nhà.